Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu lặn cành hoa cây kiểng. Bây giờ ta bắt đầu. Các bạn và các cháu ơi, đây là một cành cành cau cau kiểng, một cành cau kiểng mà nó rụng hết rồi. Bây giờ ta lấy cái này ta làm, ta sơn, ta làm một cái cảnh ở trong nhà, mà mình phải phơi khô nha các bạn, mình phải phơi khô nha các bạn và các cháu, mình đừng có làm ướt, làm ướt là khi nó khô nó sẽ chắc hết sơn. Nhà bạn nào mà có cái cây cau kiểng, các bạn lấy các bạn phơi khô, xong rồi các bạn sơn như vậy nè, mình có thể tặng người thân hay mình để bán 3 ngày Tết cũng được. Các bạn và các cháu sơn thì sơn đến trong trước nha. Đó, mình sơn đến trong trước, mình sơn bên ngoài sau. Chung thôi thì các bạn sơn bên ngoài trước, các bạn sơn bên trong thì khó sơn lắm.
Các bạn và các cháu ơi, mình đi xin một cái cành cau kiểng về, mình để cho nó khô, phơi khô cho rụng hết trái cau và cái đài cau. Bắt đầu mình mua hộp sơn 8.000 và cái bút sơn là 4.000 là 12.000. Mình sơn như vậy các bạn ạ, mai mốt mình làm cái cây ở trong hang đá hay là mình treo trên tường cũng được, treo trên tường ngày Tết cũng rất là đẹp. Tại vì em gái mình nó có làm như vậy, Tết vừa rồi nó có làm như vậy rồi, bây giờ mình bắt chước mình làm. Và các bạn ơi, hôm nay thì trong thời gian rảnh rỗi thì mình cũng có đôi lời với các bạn như vậy. Có nhiều bạn và nhiều cháu hỏi mình rất nhiều, hỏi mình trong bình luận hỏi mình rất nhiều, nhưng mà mình thì rất là bận, không có thời gian trả lời các bạn được và các cháu được, thì các bạn và các cháu thông cảm. Và các bạn và các cháu yêu cầu mình làm những cái gì thì theo khả năng mình thì mình có thể làm được cái gì thì mình làm món gì mình làm, rồi từ từ mình sẽ làm. Và các cháu và các bạn thông cảm vì mình rất là bận nên mình không trả lời được. Với lại mình thì mình đánh bàn phím rất là chậm chứ không phải như các cháu mà đánh nhanh. Một cành cau khô, một cành cau kiểng khô, mình phơi khô nó rụng hết rồi, giờ mình sơn như vậy. Mình làm cái cây Noel cũng được, mà cái cây để trưng ngày Tết cũng được, hoặc trưng ngày thường cũng được, rất là đẹp. Và các bạn và các cháu phải để thật khô ấy, đừng có để mà nó vẫn còn ướt đó, là nó khô nó sẽ mình sơn nó sẽ chắc ra hết. Mình sẽ cố gắng mình làm những cái gì mà mình có khả năng làm được thì mình sẽ làm. Bạn và các cháu ơi, mình có thể làm cái này mình bán cũng được này. Nhà các bạn có cái cành cau khô, các bạn đừng có bỏ. Bạn phơi khô xong các bạn làm ở nhà chân rồi có thể bán cũng được. Làm cái cành ngày mai mốt các bạn làm hang đá, làm hang đá các bạn làm cái cành để trong hang đá rất đẹp.
Có mấy cháu yêu cầu cô làm video dài 30 phút, nhưng mà các cháu hay hướng dẫn cô nhưng mà cô cũng chẳng biết làm. Hướng dẫn bảo hướng dẫn làm sao mà làm video dài 30 phút là cô cũng không biết làm. Mà ở nhà cháu cô đó cũng chẳng có đứa nào biết làm hết, cho nên cô không làm được, cô chỉ làm được dưới 15 phút thôi. Bạn và các cháu ơi, vậy là ta đã hoàn thành một cái cành cau kiểng rất là đẹp đó. Cái này mà có bức phông đen thì để đẹp lắm, thì đây không có bức phông đen cho nên các bạn mà các cháu không nhìn thấy. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công.